con mày, mày con cứ bỏ với bình thường đi. Thôi, con muốn vô video. Ừ. Thì con cứ làm bình thường đi. Để tới tóc nha, hai thỏi hả? Hả? Con trai chiên cánh gà cho mẹ. Mẹ đói bụng hả? Để con chiên cho Hương chào cả nhà nghe. Mẹ đói bụng mà, để con chiên nha. Nhưng mà mày nhớ là mẹ phải ăn nha. Con làm rồi mẹ không ăn. Chiên cánh gà như là bán tiệm luôn, nó giòn thấu luôn, bột bông luôn. Cánh gà chiên nước mắm nha, món cánh gà chiên nước mắm nha cả nhà. Cây nhỏ thì có gì nữa con? Mấy muỗng nước mắm, mấy muỗng đường? Tao muỗng mắm, muỗng muỗng đường. Cái muỗng tao muỗng khắp cái đó hả? Muỗng tablespoon. Hả? Tablespoon. À, table hả? Sao muỗng nước mắm cái khắp này hả? Sao bốn muỗng đường hả con? Bốn muỗng, bốn muỗng đường. Rồi lá lại vừa nước calamansi lam hả? Giống như là nước giống như là trái tắc đó. Nước chút trái tắc cầm được không? Đưa mẹ cầm cho hay sao? Con mở ra chưa? Rồi mà con suy nghĩ không đổ vô được. Không, suy nghĩ không đổ vô. Bây giờ bao nhiêu muỗng? 4 muỗng. Bây giờ mình lấy cái chén đi, mình múc ra, mình lấy cái chén mình đổ vô đi. Con gọi lỡ cái gì mình uống luôn một cái chén á, cái chén dễ múc hơn. Cầm gì nó lừa nó đổ ra ngoài. Ít xíu thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Cái gì mình uống cũng được mà. Thì cái đắp đâu hay đậy lại. Mấy muỗng? 4 cái. 4 cái hả? Này là giống như là cái chút này là cái nước nước uống á nha cả nhà, giống như là nước nó gọi là calamansi, giống như cái tắc nè, nước cái tắc á, nó làm cho có độ chua ngọt rồi cay nữa. Ai muốn ăn ớt và cay bỏ vô, chiên này giòn không, bột nó pha nó tự làm, nó tự ướp, nó tự làm chiên đó. Rồi cái kia khách vàng rồi đó con, lần sau nữa con chiên nó hai lần. Con bắt lửa này chưa? Rồi. À, con trai đó. Làm cánh gà chiên nước mắm, mẹ đói bụng mà mẹ làm biến hay nấu. Con nấu mẹ ăn. Mẹ hứa là mẹ phải ăn. Mẹ phải uống, làm rồi mẹ bỏ không à. Mẹ lo quên ăn quên uống luôn.
có cái dây gì, cái gì đó. Không có cái dây, không có cái cái đầu vớt để đựng vô cho nó ráo nước dầu đó, có mà nhà mình có mà. Cái thứ bà ngoại đựng chả giò đó. Để con để cho nó ráo đi thay dầu. Rồi giờ tới nước mắm hả? Chưa, con chỉ một lần thêm cho nó ngon. Ok. Rồi sao nữa? Ủa mình phải vớt ra vậy hả? Thêm một lần để lửa cao gì cho nó giòn hả? Cái kia nó sôi rồi trời ta là con phải dùng cái gì đó con cháy lên cho nó tự bà tan ra. Gì vậy? Ủa đã dặn thời gian hả, mấy phút? Con cho nó dặn cho nó 2 phút thôi, nhiều quá nó khét. Bỏ tỏi vô hả? Mấy con không bầm ớt hả? Con chay ớt đỏ hả? Con đòi ớt xanh hả? Con ớt đỏ mà con xài nó đâu ngon đâu. Xanh nó thơm nó giòn hả? Dạ. Con muốn đặt thơm thì sao? Nó đặc thì con phải đợi một chút nữa, con phải đợi cho nó sệt một chút. Bao nhiêu độ đường đợi thì con đợi cho nó một chút nó đặc. Lửa cao hay nhỏ? Lửa cao cao cũng được. Độ đường đúng chưa, nó đặc hơn thì đợi lâu một chút. Mẹ con... độ đường thì bao nhiêu? Con làm có cái công thức mà, con làm quen có cái công thức. Đấy, còn muốn ngọt thì thêm miếng đường nó sệt sệt. Thêm đường hả? Ai biết, nào con làm sao con thích ăn ngọt hay là sao? Vừa ngọt ngọt, mặn mặn, con thấy nó hơi ngọt hơn. Vì công thức làm sao mà thấy nước mắm hơi nhiều đó, thêm miếng thêm đường không? Hay là con làm thường, con ăn khẩu vị như vậy thì con làm như vậy? Xong rồi đó, 2 phút rồi đó. Thấy nó giòn lại rồi. Ừ, thấy nó giòn đó. Ngon ha. Mẹ thấy thích cái độ giòn. Con làm bột gì à? Con làm bột gì à? Bò bắp với bột flour. Bột bắp với bột gì? Flour. Bột bắp với bột ấy hả? Rồi mình ướp rồi mình thấm vô luôn hả? Dạ. Chiên rồi mình, con thấm rồi con mới chiên hả? Dạ.
Cái này sao được, lấy cái đũa đi, lấy cái đũa đi cho mẹ quậy lên cho. Đường đẩy chút, cái này đường mà thấy hình như nó ít hả? Nó cũng ngọt rồi. Ngọt lắm rồi. Nó ngọt ngọt mặn mặn, mình nó mặn nhiều á. Vậy để lại đi, để chút mà dẹp cho. Mà cánh gà ngon không cả nhà, món cánh gà đã hoàn thành bởi con trai. Con trai nhỏ nha. Tắt cái bếp dầu chưa? Rồi, tắt hết rồi. Nấu phải coi tắt bếp nha. Mẹ đi làm chỉ nhà đấy. Cánh gà chiên, nước mắm, đây là nước mắm, đường, bỏ tỏi. Cái này người ta muốn làm, để thấy thường thường người ta làm sệt nên con ơi phải bỏ thêm đường hay gì á. Hoặc là này làm nước mắm, tại con làm cái công thức này. Bột, bột bắp hả? Hồi nãy con nói bột gì? Hình như cái này con còn sót một miếng gà hay gì trong đây, cái gì trong đây hả? Cái gì á? Có miếng gà trong đây hay gì nè, phải không? Nó ồ Thì đã lỡ rồi, đẩy nữa chiên sao đi, chiên cái miếng luôn đi, chiên có bột biết mới lâu thôi, bữa nào chiên hay bỏ vô cái đùi gà nữa mẹ làm cho cái con chiên mất không, mẹ làm cái đùi gà đi, bữa nào mẹ nướng trong cái đùi gà luôn á, mấy con mới còn mấy cái đùi gà. Rồi cái ngò vô hả? Ngò con bỏ xong chấm nước mắm. Giỏi quá mày, khéo quá. Rồi làm sao? Muốn đâu? Này đủ chưa? Thêm đường hả? Ừ, nó muốn đặc thì vẫn thêm đường mà nó ngọt không? Con thử con nêm coi, ăn thua cái khẩu vị con thôi. Mẹ nói đủ ngọt rồi. Ai biết, con ăn thôi, khẩu của con ăn. Mẹ... Sao mẹ tắt làm gì? Mẹ đâu tắt, ủa? Mẹ tắt. Ủa sao mẹ... Mẹ ơi. Ủa con nói xong rồi mà. Con nói chưa xong. Ờ vậy ai biết. Vậy bởi vì mẹ nói cho con tắt lửa nha. Thường muốn đặt sạch sạch thì người ta phải để đường qua luôn. Con ăn quen vậy rồi, con nêm thử coi nó mặn không. Được chưa? Thêm đường đi hả? Mày thấy nó mặn lắm hả? Mặn hả? Không biết làm sao, ngọt không ăn? Con thấy đủ mà muốn thêm đường đi. Thôi được rồi thôi, để nó nấu chè nữa. Cánh gà nấu chè. Vậy? Gì? Không biết cánh gà nấu chè là sao? Nó ngọt giống như chè vậy. Thấy nó đủ ngọt rồi. À, đủ ngọt thì thôi con làm đi. Con làm thường có công thức rồi con làm gì đi. Nói lại mấy muỗng sáu muỗng gì, sáu cái muỗng gì? Muỗng muỗng. Sáu muỗng nước mắm, sáu muỗng bốn muỗng đường. Sáu muỗng nước mắm, bốn muỗng đường. Rồi dưới gì bốn cái muỗng chuối vô hả? Chua chua đó hả? Bốn cái muỗng chua giống như chanh vậy thôi chứ gì cho nó chua mới mày ăn chua. Cái muỗng nhỏ này, cái muỗng khắp lường hồi nãy giống như là muỗng ăn canh vậy, muỗng cà phê vậy đó cả nhà. Nãy cái muỗng cái đó đưa cái nó có cái lường á. Con muốn sệt á, con đẩy từ từ thì nó cũng sệt thôi à, con đẩy chậm từ từ. Đường nó ra nó thấm thấm mà từ nó tới đặt lại.
Hàng chi tôi lạnh chân, tôi đang kiếm dép, nó nói ủa dép ai lấy rồi. Nó đặt cái đó sẽ sờ sờ tay đó con. Cái dĩa bự á, cái dĩa vuông kìa, dĩa vuông màu trắng đó, dĩa vuông màu trắng đó con. Ừ, dĩa vuông màu trắng đó, nó bự nó dễ mà. Cho mẹ ly chè nữa nè, ăn hơi hơi mẹ. Rồi. Ngon hơn thấm đĩa và đi ấy vào xong cái nước sốt ngon. Canh vừa đủ luôn á hả Quân? Không con biết cái sốt luôn hả? Giỏi quá ông ơi, ngon. Ăn này là ngon nhất nắp luôn. Làm hay quá ha, canh đủ dừa dừa luôn á, canh dừa luôn kìa, vừa nước sốt vừa đồ luôn, đủ luôn ha. Còn cái con chế vô cho nó trên mặt á, cho nó thấm vô luôn với muỗng múc. Đó với tỏi ngon. Đổ hết đi, còn giường chi con còn đó. Ôi ơi, nó ngon. Món cánh gà chiên nước mắm đã hoàn thành bởi con trai Hương Eric Hoàng Chép Khúc. Quân gọi là gì Quân? Mà lần gọi chọc là gì Quân? Chép gì? ngon quá cả nhà ơi. Thử ăn nghe Quân. Cho nó ngủ trước đi. Cho mẹ thử.